Hôm nay ngày 8 tháng 8, truyền thông tin mừng cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, sinh năm 1827, tử đạo ngày 28 tháng 5 năm 1859. Tôi là Kitô hữu, tôi không bao giờ chối đạo. Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, sinh năm 1827 tại làng Tân Triều, Biên Hòa. Ngày 6 tháng 1 năm 1833, vua Minh Mạng ban hành sắc chỉ cấm đạo. Gia đình anh Hạnh chạy về giáo xứ Chợ Quán lánh nạn. Trong hoàn cảnh loạn lạc, với tính khí hiên ngang quả cảm, anh Hạnh trở thành tay ngang tàn trong giang hồ. Dư luận đồn đại không tốt về anh giao du với những người chuyên lường gạt, bắt chẹt những người cô thế. Tuy nhiên, tin mừng anh tiếp nhận thời thơ ấu vẫn không ngừng nảy nở trong anh. Một hôm, anh Hạnh bắt gặp đám du đảng ức hiếp một thiếu nữ. Anh ra tay nghĩa hiệp giải thoát thiếu nữ và buộc bọn du côn hoàn trả tài sản. Từ đó, đám du đảng trở thành đối nghịch và tìm cơ hội phục thù. Bọn này biết anh Hạnh có đạo liền tìm đến cửa quan để tố cáo. Anh Hạnh bị bắt, bị tra khảo, bị ghép tội theo giặc Tây. Anh cương quyết phủ nhận theo giặc, chỉ một mực nhận mình là người công giáo. Quan ra lệnh tra tấn anh hết sức dã man để anh nhận tội phản quốc và buộc anh bước qua thập giá. Nhưng cực hình đã không làm thay đổi lòng anh. Anh chỉ tuyên xưng một điều: tôi là Kitô hữu, tôi không bao giờ chối đạo. Quan thấy lòng dạ cương quyết của anh Hạnh nên ra lệnh xử trảm. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, chứng nhân đức tin Trần Văn Hạnh bị trảm quyết tại Chí Hòa vào thời vua Tự Đức khi mới 32 tuổi. Vị chứng nhân đức tin Phaolô Trần Văn Hạnh được nâng lên hàng đáng kính ngày 13 tháng 2 năm 1879, được suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.